Mở đầu phim là cảnh Tri Ân Ji-hun, nam chính của chúng ta vô cùng cool ngầu nhưng đi trên con xe không hề xứng chút nào. Anh đi đến nơi có một người đàn ông đang chuẩn bị nhảy cầu tự tử. Trong khi mọi người hô hào khuyên can anh ta ở bên dưới, Ji-hun đã một mình đi đến chỗ người đàn ông này đang đứng để thuyết phục anh ta. Người đàn ông này đã thuê Ji-hun khi anh ta bị đe dọa bởi những người đòi nợ thuê. Hai người họ bắt đầu cuộc trao đổi về những khó khăn và lý do anh ta muốn tự tử. Nhưng trước tiên, Ji-hun đã lấy 1.000 won tiền phí của mình, khiến anh chàng kia kinh ngạc không thôi. Trong khi đó, thực tập sinh Park Ma-ji đang cố gắng xử lý một vụ quấy rối tình dục. Bực mình là tên phạm tội dám công khai gạ gẫm nhân viên công vụ. Ma-ji được giải vây khỏi tên quấy rối và rời khỏi phòng để đi làm việc. Cảnh quay chuyển đến một người đàn ông vô cùng vui vẻ đang nhảy múa hát hò, Sa-mu Jang. Anh là trưởng phòng được Ji-hun nhà ta thuê nhưng có vẻ anh không mặn mà lắm với công việc, vì chỉ có mấy vụ 1.000 won thôi à. Mặc cho Mu-jang đã cố trốn đi nhưng Ji-hun vẫn tìm ra anh. Hai người cùng nhau đi nhận tiền. Thật không may cho họ, khi đến nơi thì văn phòng trống trơn. Trong khi đợi chờ có người về, Mu-jang bỗng nhiên nhìn thấy tờ poster đồ ăn. Hai người tranh thủ tận hưởng bát mì tương đen ngon lành. Trời đánh tránh miếng ăn, Ma-ji cũng đến đó đúng lúc thấy cả hai đang vui vẻ ăn uống. Ji-hun vừa nhai vừa phủ nhận đây không phải văn phòng của mình, nhưng do không nghe rõ, cô tưởng anh ta là chủ của nơi này luôn. Sau đó, vì bực mình mà Ma-ji đã úp bát mì của Ji-hun xuống khiến anh nổi quạo. Ma-ji xấu hổ khi nghe thấy Ji-hun nói đây không phải là văn phòng của anh. Ji-hun tiến đến bắt chẹt Ma-ji khi đòi xem lệnh khám xét và bắt giữ. Mấy tên cho vay nặng lãi đúng lúc này đã trở về. Tên cầm đầu vẫn nghĩ Ji-hun là công tố viên nên quấn quýt nói chuyện với anh. Qua lại một hồi, Ji-hun lắc mình trở thành luật sư của anh ta. Nhờ sự nhanh trí của mình, Ji-hun phát hiện thông tin không chính xác trên chat tòa làm cho Ma-ri tức tối rời đi. Cuối cùng, anh luật sư có thể đưa anh chàng có ý định nhảy cầu thoát khỏi bờ vực nợ nần. Không biết làm sao có thể trả hết được ân tình này thế mà Ji-hun còn cho thêm tiền để anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng là người luật sư có tâm nhất quả đất mà. Ở một diễn biến khác, một người đàn ông bị buộc tội móc túi khi anh cố gắng giúp đỡ một người đàn ông đang say xỉn. Sáng hôm sau, Mu Giang trốn tránh chủ nhà vì trả chậm tiền thuê. Trước cửa anh gặp một người phụ nữ tuyệt vọng đến tìm luật sư. Đó là trường hợp của Lim Mie Ong Ho. Anh chàng này đã 4 lần bị buộc tội trộm cắp, điều này khiến Ji-hun không hài lòng lắm khi nhận vụ án. Khi biết rằng Mie Ong Ho có một đứa con gái 6 tuổi đang bị bệnh tim, anh đã đi đến gặp cô bé. Tại đây anh cũng đã gặp vợ của người đàn ông này, cũng là người đã đến nhờ Ji-hun nhận vụ án. Vì anh chồng quyết tâm đến nỗi dùng đá đập mạnh vào tay, để thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa nên lần này người vợ vô cùng tin tưởng. Sau một hồi được người vợ thuyết phục, Ji-hun cũng đồng ý tiếp nhận vụ án. Mu Giang xúc động chạy đến quầy thanh toán hứa sẽ trả tiền viện phí của Somi, người con gái của hai vợ chồng kia. Nhưng sau khi biết số tiền là 13 triệu won khiến anh ta phát hoảng nhờ Ji-hun trợ giúp. Trong khi đó, Mie Ong Ho đau lòng khi biết cái nhìn của mọi người về mình. Anh viết một lá thư xin lỗi để được khoan hồng. Thật không may cho anh, tòa không chấp nhận khoan hồng vì anh đã nhiều lần phạm lỗi. Sau đó, Ji-hun gặp Mie Ong Ho để biết được sự thật đằng sau câu chuyện. Cảm động trước những lời nói của anh ta, Ji-hun và Mu Giang bắt đầu thu thập bằng chứng tại ga Seoul. Hai người đã đứng chầu trực trong nhà vệ sinh và cuối cùng cũng gặp được một người say xỉn tương tự vụ án mà anh đang nhận. Ji-hun nhân lúc giúp đỡ đã lấy ví của anh ta. Thế nhưng khi bị đưa đến đồn cảnh sát, anh đã được thả đi dễ dàng vì anh là luật sư. Đến cả tên bị móc túi cũng vô cùng niềm nở với anh. Ji-hun càng có động lực để chứng minh thân chủ của mình vô tội. Anh ta đến văn phòng của Ma-ji để thay đổi lời xin lỗi của Mie Ong Ho và yêu cầu một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn. Khi cả hai đối mặt một lần nữa, Ma-ji rõ ràng rất khó chịu và tức giận với tên luật sư lập dị này. Cô cứ nói một câu thì bị Ji-hun vặn lại một câu, đặc biệt anh còn dám xé luôn thư xin khoan hồng của Mie Ong Ho. Trước khi rời đi anh đã nhắn nhủ đến Ma-ji một câu rằng, cả công tố viên và luật sư đều là người biện hộ giúp bị cáo. Điều này đã làm cho Ma-ji suy nghĩ. Trong khi đang chăn trở để hiểu tại sao Ji-hun lại cố làm phức tạp một vụ án đơn giản, cô thấy anh ta đang ngồi bên ngoài văn phòng của họ và xem lại tập tài liệu. Cùng lúc đó cô cũng ở lại để tìm hiểu mọi thứ cần thiết về vụ án, cũng như lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cả hai đều vô cùng cố gắng nghiên cứu để chuẩn bị cho phiên tòa. Đã đến ngày xét xử, trong khi công tố viên hỏi các bồi thẩm viên một cách bài bản thì Ji-hun liên tục đưa ra các câu hỏi thử thách sự kiên nhẫn của họ. Điều này đặc biệt khiến Mari khó chịu nhưng không làm gì được. Phiên tòa cuối cùng cũng được bắt đầu, bên công tố đưa nhân chứng, người đã có mặt khi sự việc xảy ra lên làm chứng. Bên Ji-hun cũng đưa ra video để phản bác lại rằng, nguyên cáo say rượu hơn so với những gì mà anh ta đã khai báo. Điều này có thể khiến anh ta hiểu lầm ý tốt của bị cáo thành móc túi.
Tuy nhiên, Marie không hề kém cạnh Ji-hun. Cô đưa ra hồ sơ của bị cáo rằng anh luôn bị nhận xét trong suốt thời học sinh là có tính ăn cắp vặt. Đến khi lớn lên anh cũng không bỏ được tật xấu này. Điều này đã khiến các buổi thẩm viên có ý kiến trái chiều. Như một nỗ lực cuối cùng, Ji-hun mang ra một bằng chứng làm con át chủ bài của mình. Marie phản đối việc này nhưng Ji-hun đã thuyết phục cô xem nó trước khi ra quyết định. Sau khi nhìn thấy bằng chứng mà anh chuẩn bị, Marie không còn lý do gì để từ chối nữa. Đó là một cái hộp trống không. Nó khiến cả thẩm phán lẫn Marie và các buổi thẩm đoàn bối rối. Ji-hun đưa ra quan điểm rằng mọi người phải cho rằng bị cáo vô tội cho đến khi anh ta được chứng minh là có tội, vì đó là luật mà Hàn Quốc quy định. Do đó, anh yêu cầu Marie đưa ra bằng chứng chắc chắn chứng minh rằng Mi-eong Ho có tội, khiến cô không nói nên lời. Ji-hun nói với tòa án rằng bên công tố không có bất kỳ bằng chứng nào, và không có cách nào để họ chứng minh rằng anh ta có ý định ăn trộm kể từ khi anh ta bị bắt. Ji-hun đặt cho Mi-eong Ho những câu hỏi chất vấn khiến cho mọi người sững sờ. Ji-hun cũng hỏi nhân chứng duy nhất những câu hỏi trước mặt mọi người, và để Mi-eong Ho móc ví của ông ta đến ông ta cũng không nhận ra. Trong tình trạng tỉnh táo mà ông cũng không hề cảm nhận được bị cáo trộm ví của mình, huống chi là vào hôm đó, khi mà ông ta vẫn còn đang say xỉn. Điều này khiến cho cả buổi thẩm đoàn và giám khảo bối rối không nói nên lời. Sau một hồi suy nghĩ, mọi người trong buổi thẩm đoàn hầu hết đều đưa ra quyết định vô tội dành cho Mi-eong Ho. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm ngoại trừ Marie. Tuy nhiên, sau đó cô ra bắt tay với Ji-hun. Anh yêu cầu bên công tố nhanh chóng đưa một khoản tiền bồi thường để chi trả cho các hóa đơn y tế của Somi. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp khi con gái của Mi-eong Ho đã phẫu thuật thành công. Ji-hun trở về nhà và ăn mừng chiến thắng. Marie viết đơn kháng cáo, nhưng khi nghĩ lại những lời nói của Ji-hun thì cuối cùng cô đã vứt nó đi. Khi Marie chuẩn bị rời đi sau thời gian thử việc, Ye-jin đưa cho cô ấy tờ giấy kháng cáo nhàu nát và bảo cô hãy xem nó những khi cô mất tập trung. Dù sao đi nữa, Marie cũng tiến tới những điều tốt đẹp hơn, bao gồm việc cô sẽ đi làm việc tại công ty luật của ông mình, Park Hyun-moo. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ với cô ấy. Thật không may khi Hyun-moo nói với cháu gái mình rằng cô không thể là nhân viên thử việc tại công ty của ông được. Ông đưa cho cô địa chỉ nơi cô sẽ thực tập vì đó là nơi tốt hơn, dành cho cô. Marie tự tin đi đến nơi làm việc mới của mình và sẽ phải giành được vị trí của mình tại công ty luật Park. Nơi làm việc không như cô mong đợi. Cô không hài lòng khi bước vào căn phòng bẩn thỉu, và hơn thế nữa khi cô nhận ra mình phải làm việc cùng ai trong vòng 2 tháng này. Sau cuộc trò chuyện khá ngớ ngẩn giữa hai người và một cú trượt ngã bất ngờ, cô nổi giận khi Ji-hun biết được cô đến để xin việc. Cô vội vã bỏ đi sau khi Ji-hun không đồng ý tiếp nhận cô. Trở về gặp ông, Marie chất vấn ông tại sao lại làm thế với cô. Nhưng Hyun-moo trải đời hơn hướng cháu gái của mình tới con đường đúng đắn, và nói với cô rằng, 2 tháng cô làm việc ở đó thì cô có thể học hỏi rất nhiều thứ từ Ji-hun. Cậu ấy là luật sư mà công ty Park không có. Trong khi đó, Min Hee-ok đã trở lại Hàn Quốc và dự định cầu hôn Marie với một chiếc nhẫn trị giá 50.000 đô. Ngày hôm sau, khi Ji-hun đến văn phòng, anh ngạc nhiên về độ sạch sẽ của văn phòng mình. Và còn hơn thế nữa khi anh nhìn thấy Marie trở lại đây. Ji-hun hỏi cô tại sao lại muốn làm việc trong văn phòng của anh ấy. Mặc dù Marie cố gắng nói dối Ji-hun, nhưng anh vẫn từ chối nhận cô vì cô đã từng nói xấu anh ấy ở văn phòng công tố. Cả hai đang hoạnh hoẹ nhau thì khi Mu Giang đi vào và phá tan bầu không khí đó. Nhưng sau tất cả, họ cùng nhau phải trốn khi bà chủ nhà đi đến. Tuy nhiên, bà không ở đây để lấy tiền thuê nhà, mà muốn nhờ anh giải quyết tranh chấp rất quan trọng. Mặc dù Marie giúp anh vụ này nhưng Ji-hun vẫn từ chối thuê cô. Quyết định tìm chỗ đứng cho mình, cô giúp Mu Giang giải quyết các vụ án. Trong khi đó, Ji-hun đang uốn tóc ở văn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bé Gun-hu muốn được anh giúp đỡ để dạy cho kẻ bắt nạt ông mình một bài học. Nhưng ông của cậu bé, Man Bác không muốn sự giúp đỡ của họ. Khi Gieo Ung Bé lao vào và bắt đầu bắt nạt Man Bác, Ji-hun đẩy mạnh xe kéo lao vào chiếc xe của Gieo Ung Bé khiến nó bị rụng tấm chắn xe. Vết xước của Man Bác không thể nhìn thấy nữa, và do đó đây là một trường hợp hoàn toàn mới, và không liên quan gì đến ông của Gun-hu cả. Ji-hun yêu cầu Gieo Ung Bé liên hệ với luật sư của anh để tiếp tục vụ việc, và nói với Marie rằng cô là luật sư của anh trong vụ án này. Nếu Marie có thể giải quyết được nó, thì Ji-hun sẽ cho phép cô làm việc với anh khiến cô rất sốc và bối rối. Trong cuộc trò chuyện với Mu Giang, cô hỏi anh về Ji-hun và những cách làm lập dị của anh. Mu Giang tiết lộ rằng Ji-hun có một công việc bán thời gian giúp họ trả tiền thuê nhà và chỉ yêu cầu anh cung cấp một buổi yết kiến với Hoàng đế. Hoàng đế trong trường hợp này là chủ tịch Cha Em Rong, chủ tịch của công ty mà Ye-ong Bae làm việc. Ji-hun và Cha Em Rong cùng chơi trò bingo. Cha Em Rong luôn thúc giục Ji-hun làm luật sư cho vụ việc của ông trước tòa.
Ji-hun tiếp tục từ chối lời đề nghị mặc dù mức phí cao, mà chủ tịch sẵn sàng trả cho đến khi nào ông ta có thể chiến thắng được anh, trong trò bingo. Maji gọi nhờ chú của mình để tìm thông tin về Ieongbe. Họ tập trung thảo luận về vụ án và Maji đưa các đề xuất cho Ji-hun. Nhưng có vẻ như Ji-hun không quan tâm cho lắm. Không thể chịu nổi nữa, Mari quyết định trả lại 1.000 won cho anh, để từ bỏ vụ án này và công việc thực tập tại đây. Maji gặp ông của mình để thông báo cho ông biết rằng cô đã nghỉ việc của mình vì bài kiểm tra vô lý của Ji-hun. Ông vẫn khuyên cô rằng cô vẫn nên tiếp tục theo làm tại đó, vì như thế sẽ học được rất nhiều thứ tốt cho tương lai của cô. Về nhà, Maji tìm hiểu về Ji-hun và biết anh từng là công tố viên rất bận rộn. Trong khi đó, Ji-hun miệt mài nghiên cứu và có lẽ đã có ý tưởng giải quyết vụ việc này. Min-hyeok có kế hoạch cầu hôn Maji, nhưng lúc này cô có vẻ chỉ quan tâm đến vụ án của Ji-hun mà thôi. Anh với Ji-hun từng là bạn thân của nhau và đã làm việc với Ji-hun trong những năm Ji-hun còn làm công tố. Anh cũng nhắc cô nên cẩn thận với tính cách của Ji-hun. Chẳng bao lâu, một trường hợp mới đến trước cửa văn phòng hỏi nhờ giúp đỡ và liên quan đến Ieongbe. Ông Taegon là một tài xế nhưng thái độ cư xử của ông chủ ông rất tệ. Ông ta thường hay trút giận lên ông mỗi khi có chuyện không ổn ở công ty. Ji-hun quyết định giúp đỡ Taegon và nhận vụ án lần này. Maji quyết định tự mình nói chuyện với Ieongbe trong khi Ji-hun cũng ở đó và nhìn thấy cô. Chưa kịp nói gì với Ieongbe thì Ji-hun đã xông vào chửi ông ta một trận. Ieongbe thẳng thắn thừa nhận rằng vết xước đó không phải do ông bảo vệ làm, nhưng ông ta đã nhận mình làm điều đó rồi. Và bên Ji-hun không có bằng chứng để chứng minh lại cáo buộc đó. Tức giận về nhân cách của ông ta khiến Maji đột ngột ra khỏi phòng. Sau đó, cô đến thăm người bảo vệ già, Man Bak và gặp cháu trai của ông, Gun-hu. Họ trò chuyện về những suy nghĩ của mình, với việc Maji để lại cho cậu bé một số món quà và khuyến khích cậu bé cố gắng trở thành người tốt. Maji gặp lại Ji-hun, người sau đó bắt đầu cư xử như một tiền bối dày dặn kinh nghiệm và đưa cho cô những lời khuyên. Với sự giúp đỡ của Mu Giang, Maji đã tạo một tin tức hàng đầu và biến Ieongbe trở thành một người tốt bụng trong lòng mọi người. Những hướng dẫn của Ji-hun có tác dụng giúp Maji có những cách nhìn nhận mới về pháp luật. Nhưng có vẻ như tính khí của Ieongbe vẫn không thay đổi khi thư ký không thông báo cho ông ta biết về phiên tòa của chủ tịch. Ieongbe nhanh chóng chạy đến, anh cúi chào trước đầu xe chủ tịch, nhưng người ra chào đón anh không ai khác chính là Ji-hun. Thì ra Ji-hun đã tiếp nhận vụ kiện của ông chủ tịch và thắng kiện như mong đợi. Trên đường về, cả ba người cùng một xe để đi đến văn phòng. Các nhân viên đều đứng lên nói ra Ieongbe bắt nạt mọi người và sẵn sàng kiện công ty. Ji-hun đưa ra một thỏa thuận rằng anh sẽ từ bỏ vụ kiện này nếu anh ấy thua Ieongbe trong trò chơi bingo. Còn nếu như anh thắng nó thì Ieongbe sẽ bị sa thải khỏi vị trí của mình và mọi người đều được một mức đền bù xứng đáng. Trong trò chơi bingo này, người chơi phải chọn đối tác cho mình. Ji-hun gọi tên Maji, khiến cô bất ngờ vì cô biết rất ít về trò chơi này và đây cũng là bài kiểm tra của anh dành cho cô. Như tất cả mọi người mong đợi, Maji và Ji-hun hợp tác ăn ý và là người giành chiến thắng trong trò chơi. Cả ba đi ra về và đi nhậu. Tại đây, Maji chính thức là một thành viên trong đội của họ. Trong khi Mu Giang đi gọi điện với vợ, Maji đã đặt ra câu hỏi cho Ji-hun rằng tại sao anh chỉ lấy phí có 1.000 won vậy? Ji-hun trả lời rằng anh cũng không biết tại sao và có thể tại vì một giấc mơ vui vẻ nào đó. Có thể anh đang che giấu điều gì mà chúng ta vẫn chưa biết. Mặt khác, Maji không thể nhận ra những điều này vì cô đã quá say xỉn. Ji-hun tỉnh táo rời khỏi cuộc nhậu trong khi hai thành viên của anh đuổi theo. Sáng hôm sau, Mari nhớ lại cảnh mình đã say xỉn như thế nào sau khi ăn mừng liên hoan khi chiến thắng vụ án. Cô xấu hổ và ngạc nhiên khi mà Ji-hun ngủ ngay bên dưới sàn nhà. Quay trở lại công việc, có một người phụ nữ bước vào và yêu cầu sự giúp đỡ của Ji-hun về vụ án sát hại cha mẹ cô với em trai của cô đang bị nghi oan và bắt giam. Thì ra đó là vụ án gây chấn động cả nước ở khu phố này. Cả hai cố gắng khuyên Ji-hun không nhận vụ án này nhưng anh cương quyết muốn giúp vì nghi phạm Kim Min-jae đã từng giúp họ giảm tiền thuê nhà bằng cách vẽ một bức tranh tường cho bà chủ. Mu Giang và Mari vẫn không muốn dính dáng đến vụ án này trong khi Ji-hun vẫn thắc mắc tại sao Min-jae lại chọn anh làm đại diện của mình mà không phải các công ty luật nổi tiếng khác. Để giải quyết chuyện này, Ji-hun và Mari đã cùng nhau đến thăm nghi phạm. Lúc này, Ierin thảo luận về vụ án đó với Min-hyeok và việc tham gia vụ truy tố lần này sẽ nâng cao hình ảnh của anh trong xã hội như thế nào. Ji-hun bắt đầu làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình khi nghi phạm tuyên bố mình vô tội. Nhưng Maji đã sửng sốt trước thái độ thờ ơ của anh ta khi mà bố mẹ anh đã mất. Min-jae tiết lộ rằng mình không hòa thuận với gia đình nhưng mối quan hệ của cha mẹ anh với nhau thậm chí còn tồi tệ hơn, dẫn đến việc mẹ anh bị giết dưới tay của cha anh và ông đang lẩn trốn. Anh đã từng thuê công ty bác nổi tiếng để giải quyết vụ việc của mình nhưng nhanh chóng nhận ra rằng họ đã rút lui vì danh tiếng của mình. Người anh nghĩ đến là Ji-hun vì anh không muốn dùng tiền để thoát tội.
Cuối cùng, Ji-hun đến văn phòng của công ty Bác để tìm hiểu thêm. Cha của Min-hyo, một luật sư hàng đầu tiếp nhận vụ án vào thời điểm đó, giải thích rằng họ không tin anh vô tội và chuyện người cha của anh còn sống. Thế giới dường như chống lại Min-jae, nhưng may mắn thay, Ji-hun vẫn có suy nghĩ khác và quyết định làm đại diện cho Min-jae. Khi ra về, anh cũng đặt mối nghi vấn về quan hệ của Marie và công ty Bác. Cô đã may mắn thành công lấp liếm đánh lừa anh. Cha của Min-hyo muốn con trai mình tiếp nhận vụ án như một cách tạo dựng hình ảnh và gây ấn tượng tốt trước chủ tịch Bác. Ông tin rằng đó là một chiến thắng hiển nhiên dành cho họ. Lúc này, Ji-hun tiếp tục công cuộc điều tra của mình và sắp xếp một cuộc gặp với Su-jeo, em gái của Min-jae. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện nơi cô làm việc, cô đã gọi cho anh và hủy cuộc hẹn gặp vì đang bận có ca cấp cứu nhưng lại lên kế hoạch gặp ai đó. Ji-hun lần theo và biết được người đó chính là quản gia Han Rae-sok của gia đình cô. Sau đó, cả ba đến nhà của Min-jae để xác minh lại những lời nói của anh. Khi nhìn thấy ánh đèn pin trong khu rừng đối diện với nhà của Min-jae, Marie lao ra để đuổi theo và nhìn thấy một người đáng ngờ lang thang một mình. Khi theo đuôi người này, cô vô tình dẫm phải cành cây trong bóng tối khiến hắn ta nghe thấy. Cầm con dao trên tay, hắn quay lại nhưng Ma-ji đã nấp sau gốc cây kịp lúc. Người đó bắt đầu tiến về phía cô nhưng Ji-hun đã có mặt đúng lúc và trấn an cô. Anh bước thẳng đến phía hắn và phát hiện đó chính là Min-hyo trên tay với một que kem. Anh cũng tới đây để điều tra hiện trường vụ án giống ba người họ. Cả bốn người họ cùng nhau thu thập manh mối nhưng không thấy gì đặc biệt cả. Lúc này, bố của Min-jae cũng đang ở trong rừng và đi đâu đó. Sau khi đưa mọi người ra về, Ji-hun quay trở lại nhà để xem xét điều gì đó một cách kỹ càng. Khi công tố bắt đầu xem xét vụ án để kết tội Min-jae thì Ji-hun xem các bức tranh của nghệ sĩ Kim để tìm ra manh mối trong đó. Đặc trưng của những tác phẩm của ông đều có người đàn ông cầm ô đen với giá rất cao. Khi Ma-ji gửi cho họ video quay cảnh Su-jeo trò chuyện với Han Jae-sok, Ji-hun cố gắng đọc theo khẩu hình miệng để đoán ra xem họ đang nói cái gì. Nhưng kết quả của anh làm ra hóa ra lại là một sự ngu ngốc khiến cho Marie cũng phải mắng họ vì không thể tìm ra bất cứ điều gì. Cô đưa cho anh về báo cáo đọc khẩu hình miệng mà cô nhờ ông mình đã có được. Hóa ra quản gia Jae-sok đang tống tiền Su-jeo nhằm giữ bí mật gây sốc với cảnh sát. Thật không may, họ không thể tìm ra bí mật và thay vào đó quyết định nói chuyện thẳng thắn với Su-jeo. Mặt khác, Su-jeo đã đến gặp Min-jae và nói với anh về chuyện Jae-sok tống tiền mình nếu không bà sẽ báo cảnh sát nơi cha cô đang ở. Min-jae tin chắc rằng Jae-sok không biết gì và nói với Su-jeo hãy cứ để cô ta nói ra. Cô đừng lo lắng gì cả và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Tại phòng giam, anh nhớ lại lúc anh cầm con dao đẫm máu sát hại mẹ mình và loại bỏ mọi chứng cứ. Ji-hun và Ma-ji đến gặp Su-jeo và đặt ra những câu hỏi về việc gặp gỡ của cô và quản gia khiến Su-jeo cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên Su-jeo vẫn tin tưởng và khẳng định em trai mình vô tội. Sau cuộc gặp mặt, cả hai lái xe đến phòng tranh để gặp nhân chứng duy nhất của vụ án. Đó là bức tranh cuối cùng của họa sĩ Kim. Ma-ji không thể chấp nhận tính cách kỳ quặc của sếp mình nhưng vẫn phải đến phòng trưng bày. Thật không may, bức tranh đó đã được mang đi đấu giá và không còn ở đây nữa. Anh đến hỏi phóng viên Park, người được phỏng vấn độc quyền họa sĩ Kim. Anh vô tình biết được họa sĩ Kim rất thích ra cái hồ gần nhà để vẽ tranh và nó cũng xuất hiện trong bức tranh cuối cùng của ông ấy. Ji-hun vẫn muốn nhìn tận mắt bức tranh đó nên Ma-ji đã nhờ mẹ cô mua cho. Ji-hun lúc này đang lo lắng về việc phỏng vấn vụ án nổi tiếng mà anh đang đảm nhận. Tuy nhiên anh không trả lời được gì cả vì lúc đó chỉ nghĩ đến lịch chiếu của thần tượng mình mà thôi. Tối đó, Marie cùng mẹ đến buổi đấu giá. Cuộc đấu giá nảy lửa nhưng cuối cùng cô đã thua một người trả giá 2 tỷ won khiến mọi người trong phòng cực sốc. Marie tuy rất bực mình nhưng hứa sẽ tìm ra cách khác để giải quyết vấn đề đó. Mặt khác, Min-hyeong đang xem cuộc thẩm vấn của Min-jae nhưng không tìm ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh vô tình tìm được điểm nghi vấn và yêu cầu tự mình thẩm vấn lại Min-jae vào ngày mai. Ngày hôm sau, Ji-hun cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong vụ án vì rõ ràng mọi người trong cuộc đều có vẻ bất thường và đang cố gắng che giấu điều gì đó. Mu-jang quá đau đầu vì suy nghĩ thì lúc này, Ji-hun nhận được một bưu kiện và nói cho mọi người rằng anh đã giải được bí ẩn đó rồi. Anh đã kể với họ về dấu vết treo bức tranh đã biến mất tại hiện trường vụ án giống hệt kích thước của bức tranh cuối cùng của họa sĩ Kim. Anh đã tìm chuyên gia để xem xét bức tranh và phát hiện ra rằng người đàn ông với chiếc ô đen trong bức tranh cuối cùng mới được thêm vào sau đó, trong khi nền là được vẽ cách đây 3 năm. Và do đó, người duy nhất có thể chỉnh sửa lại chỉ có thể là họa sĩ Kim mà thôi. Min-hyo lúc này cũng cho Min-jae xem một số bằng chứng gây sốc. Ji-hun và Ma-ji cùng nhau đi tìm con đường mà họa sĩ Kim đã đi. Cả hai đến cái hồ trong bức tranh và dường như nơi này không có gì để ẩn náu cả. Trong khi đó, tại văn phòng công tố, Min-jae yêu cầu được nghe lại bản nhạc vào đêm xảy ra sự việc. Anh ta nói với Min-hyeok rằng chính anh là người đã giết mẹ mình. Tuy nhiên, Ye-rin và các đồng nghiệp khác của anh nghi ngờ điều đó. Chắc chắn là còn điều gì đó mà họ chưa được nhìn thấy. Marie nhận được tin tức này, trong khi đó Ji-hun đang tìm nơi mà họa sĩ Kim đang trốn.
Anh đến gặp bà quản gia và đã biết được điều gì đó trong khi họ đang lấy cắp những bức tranh còn lại của họa sĩ Kim. Sau đó, anh đến gặp Min-je và nói chính anh ta là người đã vẽ người đàn ông với chiếc ô đen chứ không phải họa sĩ Kim. Min-je nghĩ lại cảnh bẽ tát mình khi biết tin anh sẽ không đi du học như đã hứa. Ji-hoon cũng tiết lộ với Min-je về chuyện anh đã gặp bà quản gia trước khi đến đây. Khi trở lại văn phòng, anh nói với đồng nghiệp của mình rằng họa sĩ Kim thực sự đã tự sát từ 3 năm trước khiến Ma-ji và Mu-jang cực sốc. Min-hyeok và Ye-rin cũng đã đào được xác của ông ta và thắc mắc tại sao mọi thứ lại trở nên dễ dàng như vậy. Trong khi đó, tại văn phòng, Ji-hoon nói với cả hai về sự thật đằng sau gia đình đó rằng Min-je luôn là một nghệ sĩ và anh chỉ đơn giản nói dối bức tranh anh vẽ là của bố mình để ông không bị mất mặt. Thật không may, những lời nói dối đã biến cha anh trở nên tuyệt vọng và cay đắng. Ông đã tự kết liễu cuộc đời mình khi không thể chịu đựng được nữa. Sau thảm kịch, gia đình bắt đầu sử dụng Min-je như một con gà đẻ trứng vàng. Tối đó, khi đang xem chương trình phỏng vấn của Ji-hoon, mọi người đều sốc khi phát hiện ra rằng Min-je đã nói với các phóng viên địa điểm mà anh ta giấu vũ khí giết người như một bằng chứng cuối cùng. Mọi thứ dường như đang diễn ra khá thuận lợi với các công tố viên. Min-je được đưa về nhà để tái hiện lại vụ án và bị sốc khi bức tranh của mình vẫn có mặt ở đây. Ji-hoon cũng đã có mặt ở đó và kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra vào đêm định mệnh. Su-jeo là người đã vô tình giết mẹ mình khi cố gắng rạch bức tranh của em trai mình. Để cứu Su-jeo nên Min-je đã đổ lỗi cho người cha quá cố của mình. Tuy nhiên, biết làm như thế là không thể thoát được nên anh quyết định biến mình thành kẻ sát nhân. Min-je phủ nhận Su-jeo có liên quan gì đến vụ án. Ji-hoon nói với anh rằng điều này tương tự như những gì anh đã làm với cha mình, người bị giày vò bởi sự thật nên đã tự sát. Anh hỏi Min-je liệu anh ta có nghĩ rằng Su-jeo sẽ hạnh phúc nếu anh vào tù thay cho cô không. Cả hai chị em gục xuống và ôm nhau khóc. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp với Min-je và Su-jeo đã thú nhận tội ác của mình. Min-je sẽ được tha theo luật ngoại lệ đặc biệt với người thân và tiếp tục cuộc sống của mình trong khi Su-jeo sẽ phải ngồi tù. Sau khi kết thúc một vụ án khá thành công, đó là một ngày êm đềm tại văn phòng luật sư. Ji-hoon đến thăm mộ của một người thân thiết trong khi Ma-ji ở trong văn phòng tìm thấy bức ảnh của Lee Jo-jung được giấu trong tủ của Ji-hoon. Cô nhớ rằng người phụ nữ này đã làm việc tại công ty luật bác trước đây và do đó, cô đã đến gặp Ye-rin. Vào bữa tối, Ye-rin kể cho cô nghe về quá khứ của Ji-hoon. 5 năm trước, Ji-hoon đã tham gia vào một vụ lật tẩy rất rủi ro mà anh đã giải quyết bằng cách hạ gục một chủ tịch tham nhũng. Tuy nhiên, tất cả những điều đó bị ngăn cản bởi sự xuất hiện của Kim So-hyun, phó tổng công tố khiến các công tố viên có mặt tại hiện trường choáng váng nhưng Ji-hoon vẫn tiếp tục cuộc điều tra. Anh đưa tên chủ tịch đến thảm đỏ và tạo ra tin sốt dẻo. Về văn phòng, anh bị cấp trên chửi té tát vì những hành động của mình. Tuy vậy, Ji-hoon vẫn sẵn sàng tiếp nhận vụ án đó và anh gặp được luật sư Jo-jung, một trong những người bào chữa cho tên chủ tịch giàu có. Tại tòa án, anh bị sốc khi thấy Park Hyun-mu bước vào cùng với Jo-jung và những người khác. Sau phiên tòa, anh đã đi uống cà phê với Jo-jung. Khi bên nhau, Jo-jung và Ji-hoon đã có một cuộc trò chuyện cởi mở về công việc và hứa hẹn với nhau kẻ thua cuộc sẽ phải chiêu đãi người kia. Rõ ràng là cả hai đều dần cảm nắng đối phương. Jo-jung nói với anh rằng cô trông cậy vào anh có thể đưa tên khốn đó vào sau song sắt, nhưng cô vẫn sẽ làm tròn bổn phận luật sư của mình. Ji-hoon cũng nói rằng đó là điều chắc chắn anh sẽ làm. Lúc này, Jang Sang-woo, giám đốc tài chính của Ji-kui, cố gắng tự tử trong một ngôi nhà cũ đổ nát. Ông khóc lóc nói với ai đó qua điện thoại và yêu cầu họ giữ lời hứa. Sau đó, ông đã kết thúc cuộc đời tại đó. Tại công ty luật bác, Jo-jung và các cộng sự đang thảo luận về cách ứng phó với Ji-hoon và làm thế nào để giải quyết toàn bộ sự việc mà không làm phiền chủ tịch Kite quá nhiều. Jo-jung sau đó xem cuộc phỏng vấn của Ji-hoon và suy nghĩ về lý tưởng công lý của anh. Ngày hôm sau, Ji-hoon và phó tổng công tố đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa khi bố Min-hyeok yêu cầu họ thực hiện báo cáo điều tra. Sự cứng rắn của Ji-hoon cũng tác động đến Min-hyeok và Ye-rin và họ cũng đứng về phía anh để trong sạch với lương tâm của mình. Cuối cùng, họ nhận được sự đồng ý tham dự của Kite một lần duy nhất và Ri-hoon đã biết phải làm gì phía trước. Đến ngày thẩm vấn, cô nói với Kite rằng cô sẽ không đại diện cho anh nếu anh còn giữ bí mật gì với cô. Anh ta đảm bảo rằng anh không có gì phải giấu cô cả. Trong phòng thẩm vấn, Kite cam kết với Ji-hoon rằng anh không biết gì về vụ tham ô đó cả và yêu cầu Ji-hoon tìm Sang-woo trước. Bình tĩnh và thu thập thông tin, Ji-hoon hỏi anh ta tại sao lại giết Sang-woo, hay đúng hơn là tại sao anh lại bảo người quản lý phải chết. Kite cố gắng trả lời những câu hỏi của Ji-hoon và giải thích thỏa đáng cho việc đã đưa cho vợ Sang-woo 5 triệu won. Tuy nhiên, khi Ji-hoon nói với anh ta rằng mặc dù nói chuyện với Sang-woo không phải là một tội ác, nhưng việc bảo anh ta tự sát chắc chắn là như vậy, thì ra việc Kite nói chuyện với Sang-woo đã bị ghi lại. Khi nhận ra Kite không ổn, Jo-jung yêu cầu được nghỉ ngơi và nói chuyện với Kite. Anh ta thú nhận tội ác của mình với Jo-jung và Ri-hoon thậm chí còn đưa ra bằng chứng ngay lúc đó khi Kite cố gắng nói với luật sư của mình rằng công tố viên không có bất kỳ bằng chứng nào cả.
Khi nghe thấy đoạn ghi âm, Do Jung nói với khách hàng của mình rằng việc đẩy ai đó kết thúc cuộc sống của họ sẽ mang lại một hình phạt tương tự như tội giết người. Thì ra, Ji-hun đã cứu Sang-gu trước khi ông kịp kết liễu cuộc đời mình vào ngày định mệnh đó. Ở hiện tại, Ki-tae bị bắt vì thúc giục Sang-gu tự tử và may mắn cho anh ta là Sang-gu chưa chết. Điều này giúp Ki-tae không bị buộc tội giết người và lời cảm ơn của Ki-tae vẫn khiến Sang-gu khá lo lắng. Dù sao đi nữa, cách giải quyết của Ji-hun đã khiến Do Jung dần có thiện cảm hơn với anh. Ki-tae cuối cùng cũng bị bắt vì tội tham nhũng và theo vụ cá cược của họ. Do Jung đưa Ji-hun ra ngoài để chiêu đãi nhưng đó là một nơi bình dân mà Ji-hun chưa bao giờ ăn thử. Họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Cả hai dần dần phải lòng nhau và trước khi chia tay vào buổi tối đó, Ji-hun hứa sẽ tìm hiểu xem số tiền bòn rút đó đã trôi đi đâu. Khi cuộc điều tra tiếp tục diễn ra, Ji-hun làm việc cả ngày lẫn đêm và dần quen uống cà phê trên máy bán hàng tự động. Một ngày nọ, khi đang tìm tiền để mua cà phê, Do Jung gặp anh và hẹn anh đi chơi. Cô đã làm anh cười hai lần và cực rằng nếu đến lần thứ ba thì anh phải cùng cô đi hẹn hò. Tại quán bar, Ma-ji khá quan tâm đến những gì đã xảy ra với Ji-hun và cả cuộc điều tra vụ án của Ki-tae. Ji-hun vẫn tiếp tục điều tra và rõ ràng là việc tìm ra số tiền đã đi đâu không phải là chuyện đơn giản. Bất chấp điều đó, Ji-hun đã tìm ra kẻ đã điều khiển chiếc xe rửa tiền bất hợp pháp và lấy được vài thông tin hữu ích về biển số xe của người nhận tiền đó. Cha anh, ứng viên thủ tướng lúc này, đang có buổi điều trần và vào tối hôm đó, Ji-hun đến gặp cha mình để chúc mừng sinh nhật ông. Nhưng đúng lúc này, anh lại nhìn thấy biển số xe đó. Về nhà anh suy nghĩ về cha mình, người đã cho anh động lực để trở thành công tố viên như ngày hôm nay. Erin biết chuyện và khuyên anh từ bỏ vì không thể nào điều tra bố mình được. Anh băn khoăn không biết làm như thế nào và hỏi bóng gió với Do Jung. Cô bảo với anh rằng nếu cô là anh thì cô vẫn sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra sự thật. Anh hẹn bố đi ăn mì, món ăn yêu thích của anh ngày nhỏ khi cha anh luôn bận bịu với công việc của mình và nói về việc anh sẽ điều tra đến cùng vụ án đó. Ông mong con trai mình giúp ông trở thành thủ tướng để ông có thể làm nên những điều tốt đẹp cho đất nước. Tuy nhiên, Ji-hun nghe theo những gì cha anh đã dạy trước đây và từ chối điều đó. Anh thẩm vấn bố mình và đây là điều khó khăn đối với anh. Ji-hun đưa cho cha mình một bằng chứng mà ông chắc chắn sẽ thay đổi ý định của mình. Thì ra các thành viên khác bên ngoài đang theo dõi và sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên người ông đã bị anh bí mật ghi âm. Sau khi mọi người rời đi, Ji-hun nói với cha mình hãy để anh giúp ông bắt những kẻ đã lấy tiền và bỏ mặc ông nhận mọi tội lỗi. Hai cha con bắt đầu thảo luận về việc ông đã giao tiền cho ai và cố gắng tìm cách bảo vệ ông. Khi đã muộn, cha anh quyết định về nhà một mình vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác về mối quan hệ của ông và Ji-hun. Tuy nhiên, cha anh thay vì về nhà, lại quyết định kết liễu cuộc đời mình để con trai mình không gặp rắc rối, điều mà Ji-hun nhận ra đã quá muộn. Khi đang tiếc thương về sự ra đi của cha mình, anh nhận được một cuộc gọi lạ trên điện thoại của cha mình và hỏi người gọi bí ẩn đó là ai, nhưng không ai trả lời. Ji-hun vội vã đến nhà của cha mình để lấy danh sách các quan chức tham nhũng đó. Nhưng người thân nghi ngờ và đổ lỗi cho anh về những gì đã xảy ra với cha mình. Mặc dù anh hứa sẽ đưa những người phải chịu trách nhiệm về cái chết này ra công lý, có vẻ như con đường đến công lý sẽ khá khó khăn để đi tiếp. Nhưng anh quyết tìm ra sự thật bằng bất cứ giá nào. Ở hiện tại, Erin gọi và yêu cầu Ji-hun đến đón Ma-ji vì cô đã say rượu. Nhưng Erin vẫn tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở. Ji-hun lao mình vào công việc và cố gắng tìm hiểu điều gì có thể đã xảy ra với cha mình trong khi những người xung quanh bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Anh như người mất hồn trong phiên điều trần vì đau khổ trước cái chết của cha anh. Sau đó, Do Jung cố gắng an ủi Ji-hun. Nhưng khi biết ông ấy là cha anh, cô bị sốc và thấy có lỗi vì những lời khuyên của mình. Ji-hun vẫn đơn độc điều tra nhưng bị chặn lại và cản trở bởi những cấp trên của mình. Văn phòng anh bị thu toàn bộ những tài liệu liên quan và bị cấm tiếp tục điều tra. Cuối cùng, Ji-hun không thể tìm ra ai là người đã nói chuyện với cha mình lần cuối. Tuy nhiên, đây không phải là lý do Ji-hun rời khỏi văn phòng công tố. Trải qua tất cả những đau lòng và tuyệt vọng, Do Jung đã ở bên cạnh anh với tất cả khả năng của mình. Cô đã làm cho anh mỉm cười lần thứ ba, họ đã có cuộc hẹn hò đầu tiên. Hai năm sau, một cuộc chiến nổ ra tại công ty luật Bác. Hyun Mui yêu cầu Do Jung trở thành đối tác và dẫn đầu công việc điều hành công ty của ông vì nghĩ đó là mong ước của cô. Nhưng Do Jung đã từ chối và đưa cho ông đơn từ chức của cô và đã thuê văn phòng mà Ji-hun đang làm việc cho đến ngày hôm nay. Do Jung yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên và mời Ji-hun về làm cùng mình. Họ cùng nhau đi sắm những con cá đầu tiên cho văn phòng luật của mình và có vẻ như Ji-hun đã yêu cô mất rồi. Sau đó, cô hỏi anh liệu anh có thực sự tự do như anh muốn chưa và muốn anh trở lại như lúc xưa. Cô hứa sẽ làm cho anh mỉm cười nhưng cuối cùng anh nhận được cuộc gọi và phải trở về văn phòng công tố. Trong cuộc hẹn ăn tối, Ji-hun dường như chìm sâu vào trong suy nghĩ của chính mình. Khi cô hỏi về nó, anh thừa nhận rằng anh đã bị cuốn vào quá khứ quá nhiều. Ji-hun lo sợ rằng nếu anh không thể vượt qua được những cảm xúc đó thì mối quan hệ của họ sẽ ra sao. Cuộc thảo luận dường như dẫn đến một cuộc chia tay.
nhưng Ji-hun đã cầu hôn Do Jang ngay lúc đó khiến cô cực kỳ hạnh phúc. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, khi cô đi lấy giấy phép kinh doanh cho công ty luật của mình, cô đụng phải một người đàn ông và lấy lộn giấy tờ của anh ta. Khi nhận ra được sự nhầm lẫn này, anh ta ngay lập tức cử người đến lấy lại giấy tờ của mình. Trong khi đó, Do Jang có được khách hàng đầu tiên của cô, cũng là giám đốc văn phòng tương lai Mu Jang. Cô vui mừng và gọi cho Ji-hun để thông báo cho anh tin tốt ấy. Nhưng khi cô nhìn thấy tập tài liệu cấm trên tay của mình, cô chạy ra ngoài để gặp Ji-hun trong khi ai đó đột nhập vào văn phòng của cô để lấy lại tài liệu. Khi cô lên tàu điện ngầm, cô gọi cho anh rằng cô sẽ gặp anh ở nhà ga. Do Jang tiến đến phía trước thì phát hiện ra người đàn ông che mặt theo sau mình. Tại nhà ga, Ji-hun cảm thấy bối rối khi không thể tìm thấy Do Jang, nơi họ định gặp nhau. Anh lên tàu và có một vụ náo loạn phía trước. Khi tiến đến, Ji-hun nhìn thấy điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Do Jang đang ngồi bất động trên ghế. Khi anh đến gần, cô xin lỗi anh và ngất đi với cơ thể đầy máu. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng họ cũng không thể cứu cô qua khỏi khiến Ji-hun đau khổ vì lại mất thêm một người thân thiết nữa. Anh bước ra ngoài với chiếc nhẫn cưới trên tay với quyết tâm tìm ra sự thật. Nghi phạm đâm cô đã ra đầu thú ngay sau khi gây án. Tại văn phòng, Ji-hun quyết tâm tiếp nhận vụ án này. Tuy nhiên, cuối cùng anh nhận ra rằng đây không phải là kẻ đã thực sự giết vợ chưa cưới của mình. Ma-ji hỏi Ye-jin về vụ giết người của Do Jang và liệu kẻ sát nhân thực sự có bị bắt hay không. Ji-hun đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bắt được kẻ sát nhân. Ji-hun rời khỏi văn phòng công tố vì ở đó có quá nhiều tai mắt đổ dồn vào anh để ngăn không cho anh giải quyết vụ giết cha và vợ mình. Trên đường đến văn phòng mới của Do Jang, Ji-hun lau đi vết máu và đeo một chiếc kính râm như hiện tại. Tại đó, Ji-hun ngập tràn cảm xúc khi mất đi người duy nhất sát cánh bên anh. Mu Jang lúc này cũng đến văn phòng để nói chuyện với Do Jang và Ji-hun sẽ giải quyết vụ án của anh thay cho cô với giá 1.000 won. Ở hiện tại, Ma-ji khóc nức nở và say xỉn vì câu chuyện cảm động của Ji-hun. Ye-jin lập tức trốn tránh trách nhiệm và giao Mari cho Ji-hun. Ma-ji nhìn anh với vẻ đồng cảm và định nói cái gì đó nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khiến Ji-hun không biết nói gì. Ngày hôm sau, chiếc xe tải của Mu Jang đột ngột bị chết máy trên đường. Khi đến văn phòng, anh đang xem quảng cáo về xe ô tô cũ với giá hời nhưng Ma-ji cảnh báo rằng có thể đó là lừa đảo. Khi Ji-hun vào văn phòng, Mari quan tâm anh một cách kỳ lạ khiến anh không thể nào yên tâm được. Ở một nơi khác, Mu Jang đi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng và cố gắng mặc quần áo thợ xe để tránh bị lừa đảo. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện và lái thử xe vài vòng, anh đã bị lừa hoàn toàn mà vẫn nghĩ những người đó là thiên thần giúp mình và ký hợp đồng mua xe ngay sau khi được tư vấn. Thế nhưng chiếc xe lại bị hỏng ngay lần đầu tiên sử dụng. Tại văn phòng công tố, Earing cùng mọi người đang điều tra về tổ chức trùng lừa đảo xe cũ và cố hạ gục được chúng. Trở lại văn phòng, Ji-hun đã cảm thấy sự tử tế quá mức của Mari và hỏi cô chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Sau đó, anh nghĩ rằng cô đang cố lấy sự ưu ái của anh để có thể tiếp tục làm việc tại đây vì không còn nơi nào để đi. Thật không may cho Mu Jang, anh yêu cầu hoàn lại tiền nhưng không nhận được gì ngoài sự đe dọa đến tính mạng của anh. Giờ đây, đau lòng trước những mất mát mà mình phải gánh chịu, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ lại hạnh phúc gia đình mình. Sáng hôm sau, Ji-hun lo lắng vì Mu Jang không đi làm. Anh đến gặp Mu Jang và biết chuyện. Cả ba người đã lên kế hoạch để Mu Jang lấy lại được tiền. Ji-hun đến gặp những người đó và hỏi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, anh nhất quyết mua chiếc xe mà họ cho anh lái thử. Sau khi không thuyết phục được anh bằng cách khác, anh ta nhanh chóng chạy trốn và bị Ji-hun đuổi theo. Cuối cùng, Ma-ji tóm được anh ta sau khi chạy bằng giày cao gót và ném giày của Ji-hun trúng đầu khiến anh ta bất tỉnh. Cuối cùng, họ bắt được bọn chúng và Ji-hun đưa ra một kế hoạch khác để bắt giữ tên trùm của toàn bộ hoạt động lừa đảo này. Anh muốn trả tiền cho tất cả mọi người đã bị lừa và Mu Jang là một trong số đó. Nhờ sự nhanh nhạy của Mari trước mặt ông chủ, họ đã nhận được công việc tại văn phòng. Sau đó, Ji-hun bắt đầu điều tra hoạt động kinh doanh của nó. Ji-hun nghe lén được cuộc trò chuyện của ông chủ với một số kẻ mờ ám và biết được rằng đây là một tổ chức với quy mô rất lớn nhưng đang bị cơ quan công tố điều tra. Đang nghe thì bị tên bảo vệ bắt gặp nhưng may mắn anh đã thoát khỏi và không bị nghi ngờ. Rất nhiều người trẻ muốn làm giàu đã vào đây làm việc chăm chỉ quên hết lương tâm mình và cũng không sợ bị bắt. Earing không có tiến triển gì trong việc điều tra vụ này. Vì việc bán một chiếc ô tô 10 năm tuổi với giá bằng một chiếc xe mới là không phạm pháp. Và bên công tố cũng chưa có bằng chứng nào để có thể bắt được bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa, nhóm của Ji-hun cũng thu được một vài kết quả tích cực. Đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp và có quan chức tham ô bảo kê. Mu Jang hoảng hốt chỉ muốn lấy lại tiền và rút lui chứ không muốn liên quan đến vụ án này nữa. Nhưng Ji-hun vẫn quyết định theo đến cùng vụ án này và sẽ hợp tác với bên công tố. Ngày hôm sau, Ji-hun chấp nhận thử thách chốt đơn lừa đảo đầu tiên của mình và hứa sẽ bán chiếc xe đó thật đắt tiền. Thật không may cho anh khi ra khỏi văn phòng, anh bắt gặp Min-hyeok, người muốn mua chiếc xe hơi đó. Anh dễ dàng đánh lừa Min-hyeok và gây ấn tượng với ông chủ. Min-hyeok có ý định mua chiếc xe này sau khi đi thử.
nhưng Ji-hun lại dùng chiêu lừa đảo cũ mà anh đã được dạy và đánh lừa được Min-hyeok. Với chiếc xe mới này, Min-hyeok vui sướng đi về. Ji-hun giao tiền cho sếp của mình và nhận được lời khen của anh ta. Khi đến chỗ Erin, Min-hyeok kể về việc Ji-hun đang vất vả với công việc phụ của mình như thế nào. Nhưng hóa ra Ji-hun đã gọi cho Erin về kế hoạch vào đêm hôm trước và đã gắn thiết bị theo dõi vào số tiền đó. Nhờ nỗ lực chung, các công tố viên có thể theo dõi số tiền đang đi đến một bãi đậu xe ngầm. Trong đó, Min-hyeok ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi mọi người đã bảo anh đã hoàn thành tốt một nhiệm vụ gì đó trong việc truy tìm kẻ xấu. Họ theo dấu vết đến hầm xe nhưng đội dự phòng mãi vẫn chưa đến. Min-hyeok khởi động chân tay trước khi hành động nhưng nhận ra số lượng bên mình quá ít nên lại phải ngoan ngoãn chui vào xe. Marie và Mu-jang đang khóa cửa để chặn con đường phía trên để chúng không thể bỏ trốn. Khi các ông chủ tụ tập để đổi tiền thì được thông báo cảnh sát đến, họ hốt hoảng chạy trốn thì bị Ji-hun chặn đường và ngăn cản. Anh trả vờ là người mua phải xe đều vì bị lừa đảo bởi những kẻ xấu. Anh cố thủ trong xe thì Min-hyeok lao vào giải cứu nhưng khi quay lại, anh ta không nhìn thấy Ji-hun ở đâu cả. Mặt khác, tên chủ tịch cố gắng ra khỏi tòa nhà bằng con đường khác nhưng ông ta đã bị Erin chặn đầu vây bắt. Khi vụ án kết thúc tốt đẹp và tiền của Mu-jang đã trở về, ba đồng nghiệp cùng nhau đi ăn mừng thì trong khi đêm đó, một người đàn ông đến gặp một tên đồ đen ở một nơi vắng vẻ. Tên đồ đen tiêm thứ gì đó nguy hiểm cho anh ta rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, kẻ đã tấn công người đàn ông đêm trước đến văn phòng của Ji-hun và hóa ra đó là một người mà Ji-hun biết khá kỹ lưỡng. Anh siết tay khi nhìn thấy anh ta. Trở về nhà, Ji-hun xem lại thông tin của những kẻ tình nghi sát hại vị hôn thê của mình với bức ảnh tên hung thủ. Sau đó anh nói với cho Hu-se-ok, kẻ đã thừa nhận đâm Jo-jang, rằng anh biết anh ta không phải là kẻ đã giết cô ấy. Hu-se-ok nói với Ji-hun rằng đúng là anh không làm việc đó và anh chỉ nhìn thấy mặt hắn ta một lần. Anh ta có thể nhận dạng được kẻ sát nhân thực sự. Hắn ta cũng chính là kẻ đã giết chết gã trong chiếc ô tô màu đen dưới gầm cầu trong tập trước. Khi cảnh sát điều tra vụ giết người này vào ngày hôm sau, Ji-hun gặp vị khách hàng mới trong văn phòng của mình. Người nói rằng anh ta có một quá khứ bẩn thỉu và cần một luật sư để có thể dọn dẹp sạch sẽ những vấn đề đó. Và tiền đối với anh ta không thành vấn đề. Mặc dù lúc đầu từ chối giúp đỡ anh ta nhưng Ji-hun đã tiếp nhận vị khách này. Sau khi anh ta đề cập rằng họ dường như đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính và Ji-hun tinh phí anh ta 1.000 won mỗi giây. Anh yêu cầu thẻ căn cước của anh ta để Marie photo làm hợp đồng. Khách hàng của anh dường như không quan trọng giá cả và hoàn toàn chấp nhận chi phí cắt cổ đó. Sau khi anh ta rời đi, điều thú vị là Marie và Mu-jang cảm thấy khó hiểu khi thẻ căn cước của khách hàng đó bất ngờ không in được khuôn mặt của anh ta. Ji-hun biết người đàn ông này là ai, đó chính là kẻ đã sát hại Jo-jang. Mặc dù đã vội vã đuổi theo, Ji-hun vẫn không thể tìm thấy anh ta. Ở văn phòng công tố, Min-hyeok đang thuyết trình về vụ án dưới gầm cầu. Người bị sát hại là chủ tịch Kim Sung-wook và mọi chuyện đều có liên quan đến quỹ đầu tư JQ. Các công tố viên đã phát hiện ra có một người mặc đồ đen từ hiện trường đi ra và đang tìm kiếm về người đó. Tuy nhiên, hiện trường chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng gì cả và họ sẽ tiếp tục điều tra. Trở lại văn phòng, Ji-hun chỉ bảo với những người khác rằng hắn ta là tên lừa đảo thôi chứ không chia sẻ mối bận tâm của mình. Cả ba cố gắng tìm cách để tìm được khuôn mặt của anh ta ở bên ngoài nhưng đều vô ích. Tối đó, hắn ta liên lạc với sếp của mình để thông báo rằng Ji-hun không nhận ra được anh ta và không phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, Marie nhận ra rằng vị khách đó chính là người mà Ji-hun đang tìm kiếm bấy lâu. Cô đi theo anh và bị anh hù làm cho hết hồn nhưng sau đó phải bịa ra một cái cớ ngớ ngẩn nào đó vì đã theo dõi anh. Họ có một buổi trò chuyện và ăn uống vui vẻ. Cô sắp hết thời gian thực tập ở đây và làm việc ở đây cô cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng, Marie hỏi anh có phải đang tìm kiếm ai đó không và đề nghị được giúp đỡ anh. Ji-hun nhẹ nhàng từ chối nhưng Marie nói rằng đó là ước muốn của cô và anh còn một lần nợ cô trước đó nên anh miễn cưỡng nhượng bộ vì không muốn làm cô thất vọng. Bên công ty luật của ông Marie cũng đang chuẩn bị phòng bị cho khách hàng của mình vì vụ án của chủ tịch Kim. Huynh Mu được cho biết rằng bên công tố đang nghi ngờ và điều tra việc chủ tịch Kim bị sát hại và nhiều người sẽ lo lắng vì vụ án này. Sếp của Erin và Min-hyeok thông báo phải buộc dừng vụ án đó lại cho hai người biết nhưng cả hai ngầm cùng nhau tiếp tục điều tra. Mẹ Marie lúc này muốn con gái mình đi xem mặt nhưng cô không quan tâm cho lắm vì nghĩ rằng anh ta chỉ quan tâm đến ông cô mà thôi. Ngày hôm sau, Ji-hun bắt gặp Marie và Mu-jang đang vẽ vị khách đó một cách bí mật để có thể giúp đỡ mình. Cả ba cùng nhau vẽ Min-chan và sau những nỗ lực thất bại của Ji-hun và Mu-jang, Marie đưa ra bức chân dung thực tế của người đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Ji-hun không thể tin được cô có thể vẽ giống được như thế. Họ đưa bản phác thảo cho Hu-se-ok, người đã nhận ra chính hắn là người đã đến gặp và bảo anh ta nhận tội thay. Cả ba người đi đến địa điểm đánh bạc mà Hu-se-ok đã đề cập nhưng thấy nó đã biến thành một kho hàng lậu của gấu lửa. Họ đến tìm và chất vấn gấu lửa khiến anh ta phải cung cấp cho họ địa chỉ của nơi đánh bạc đã từng ở đó và họ bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.
Trong khi đó, Min Hyo cố gắng suy nghĩ giống như kẻ giết người để đến hiện trường và tái hiện lại vụ án. Anh bất ngờ tìm thấy camera giám sát động vật ở đó. Về đến văn phòng, họ có đoạn phim về hình ảnh của kẻ sát nhân và biết được con đường mà hắn ta đã đi. Tại khu đánh bạc, cả ba người họ bị sốc khi bước chân tới đây, nơi gần giống như một khu phố và trò chơi đánh bạc nào cũng có. Ba người quyết định tham gia vào các trò chơi để tránh mọi người nghi ngờ. Tuy nhiên, Maji và Mu Giang với năng lực cờ bạc tệ hại của họ đã thua nhẵn túi. Trong khi đó, Ji-hun thắng lớn và mọi người cũng bắt đầu cược theo anh. Điều này khiến anh bị đưa vào tầm ngắm của ban quản lý và được mời đến văn phòng của họ. Người quản lý nơi này yêu cầu họ rời đi nhưng Ji-hun đã từ chối. Thậm chí anh còn từ chối cầm tiền của họ. Thay vào đó, anh hỏi họ thông tin về Min-chan và sau một vài lần thúc giục, họ đưa cho anh vị trí tiếp theo và anh nhanh chóng đến đó. Địa điểm đó một lần nữa lại là văn phòng của gấu lửa. Anh ta ngỡ ngàng khi mà Ji-hun lại xuất hiện ở đây. Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng gấu lửa cũng phải cung cấp cho Ji-hun những gì mà anh ta biết về Min-chan. Hắn muốn anh ta ngăn cản chủ tịch Kim đến tham dự sự kiện nào đó. Bọn họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị mọi thứ thì hắn ta đã gọi đến và hủy bỏ chúng. Vài ngày sau, gấu lửa thấy thông tin về chủ tịch Kim đã bị sát hại và sự kiện đó liên quan đến tập đoàn JQ. Tại văn phòng công tố, họ đã tìm ra được chiếc xe mà tên hung thủ sử dụng để gây án và tiếp tục công cuộc điều tra thầm lặng của mình. Ở một nơi khác, ông chủ của Min Chan khiến hắn đổ mồ hôi lạnh vì biết hắn ta giết Kim Sung Wook nhưng cuối cùng cũng giao cho hắn quản lý quỹ Cayman. Với tấm vé trên tay, anh ta vui sướng nhưng không phát hiện ra rằng Erin và Min Hyok đã điều tra và tìm thấy chiếc xe mà anh ta đang sử dụng. Họ kiên nhẫn chờ đợi hắn ta xuất hiện. Hắn ta ở đó đúng lúc Min Hyok đi mua nước và chỉ có Erin rượt đuổi theo xe hắn ta. Tuy nhiên, hắn đã phát hiện mình đang có người theo dõi và nhanh chóng cắt đuôi cô. Erin rẽ theo và gặp tai nạn khiến cô mất dấu mục tiêu nhưng họ vẫn tìm thấy chiếc phong bì mà ông chủ của Min Chan đã đưa cho hắn ta. Về phía Ji-hun với chiếc phong bì trong tay, cả ba thảo luận về tên đó và nghĩ rằng hắn ta có người đứng sau liên quan đến tập đoàn JQ. Họ quyết định đi đến bữa tiệc để tìm tên đó. Cả ba trong chiếc xe của Mu Giang, trong khi các vị khách khác đều đi xe sang. Tuy nhiên, họ bước xuống xe với phong cách sang trọng và đi vào trong bữa tiệc. Khi chuẩn bị bắt đầu công cuộc tìm kiếm, cô bắt gặp mẹ mình cũng ở đó. Mẹ cô cực kỳ ấn tượng về Ji-hun nhưng vẫn dắt cô đến gặp người mà bà chọn để cho cô xem mắt. Ngay cả Erin và Min Hye cũng đến bữa tiệc đó để điều tra. Anh bắt gặp Maji đang trò chuyện với một người đàn ông khác khiến anh ghen nổ mắt. Trong buổi hẹn đó, sau một hồi chuyện trò, cô hỏi anh về người mà cô đang tìm kiếm nhưng anh ta không biết hắn là ai. Cô muốn tiếp tục công việc và xin phép rời đi. Cuối cùng, Ji-hun cũng tìm thấy Min Chan và theo anh ta đi vào một hành lang, nơi anh ta gặp nhóm người đứng đầu là Park Hyun-moo. Anh nhớ lại những lời của Jo Jang rằng cô không muốn phải bào chữa cho những thân chủ xấu xa của công ty nữa. Khi Hyun-moo rời đi, anh tiếp tục theo sau Min Chan một lần nữa. Ji-hun cầm một con dao và theo sát anh ta qua đám đông người, trong khi đó anh nghĩ về những giây phút cuối cùng của Jo Jang và sẵn sàng trả thù kẻ đã sát hại cô. Mari nhìn thấy những gì đang xảy ra, Min Chan hoang mang khi nhìn thấy Ji-hun đang tiến thẳng về phía mình. Quay trở lại vài phút trước, khi Ji-hun theo sau Min Chan thì bắt gặp Hyun-moo ở đó. Sau khi ông ta rời đi, anh tiếp tục đi theo Min Chan qua những hành lang vắng và cuối cùng phải dừng lại sau khi hắn ta đi vào trong một căn phòng có bảo vệ bên ngoài. Mu Giang bất ngờ ở phía sau làm cho anh hết hồn. Lúc này, Mu Giang giả làm phục vụ tiến vào trong đó và có được một số thông tin mật cho Ji-hun bên ngoài. Bên trong đó đang diễn ra một số cuộc đấu giá mơ ám nhưng thực chất đó là một cách để rửa tiền. Min Chan nhìn thấy Mu Giang và gần như phát hiện ra anh thì may sao vị chủ tịch mơ ám đó chuẩn bị rời đi khiến hắn ta vội vã theo sau để cúi chào ông ta. Ji-hun một lần nữa theo Min Chan ra ngoài, lúc này anh cầm lấy một con dao và có ý định đâm anh ta. Maji lúc này cũng đang ở đó tìm kiếm anh và người xem mắt của cô đã nhớ ra Min Chan là ai. Ngay khi đó, Ji-hun đã kịp thời dừng lại để tránh khỏi một sai lầm khủng khiếp và rời đi. Anh nhớ lại những lời Jo Jang đã nói với anh trong quá khứ và tỉnh táo trở lại. Min Hyok và Jeo Jin phát hiện ra các thành viên trong hội đồng công tố đều có mặt ở đây trong khi ba người họ đã tập trung tại một chỗ. Maji báo cho Ji-hun biết Min Chan là thư ký của chủ tịch tập đoàn JQ và chuẩn bị được quản lý quỹ đầu tư Cayman. Ji-hun cuối cùng cũng đã nhìn thấy kẻ đứng sau cái chết của cha mình, chủ tịch tập đoàn JQ, Choi Ki-seok. Món đấu giá cuối cùng chính là được dùng bữa tối với ông ta và lần này Ji-hun quyết định tham gia đấu giá để tìm hiểu về cái chết của người thân của mình. Sau đó, anh đến nói chuyện với Min Chan. Hắn ta định tiến đến đâm Ji-hun nhưng anh đã tránh được và phản công. Gần như Ji-hun có ý định giết hắn ta và chỉ dừng lại khi anh nhớ đến Jo Jang. Cô sẽ không muốn nhìn thấy anh làm như thế vì mình. Trở về nhà, Ji-hun thêm Ki-seok và Hyun-moo là kẻ chủ mưu giết người thân của anh trong khi nghĩ về Jo Jang. Sáng hôm sau, Maji và Mu Giang tự hỏi làm thế nào để giúp Ji-hun có được khoản tiền khổng lồ mà anh đã đấu giá vào đêm hôm trước. Khi
Khi Ji-hun đến văn phòng luật và hỏi Ma-ji rằng nếu người mà cô ngưỡng mộ nhất lại làm điều mà cô khinh bỉ nhất thì cô sẽ cảm thấy như nào? Có vẻ như câu trả lời của cô khiến anh cảm thấy hài lòng phần nào. Sau đó Ji-hun đi đến mộ của Jo-jang với vẻ mặt đăm chiêu và có nhiều suy nghĩ. Ngày hôm sau, Mu-jang đang bị vợ nhắc nhở đừng để bị lừa như những lần trước và cố gắng hỗ trợ Ji-hun thì anh nhận được tin nhắn Ji-hun đã bỏ đi, mà không nói lời từ biệt và để lại một lá thư cho Ma-ji. Lúc đầu, cô không thể tin điều đó nhưng sau đó thực sự đau lòng với những gì đã xảy ra. Một năm sau, Ma-ji làm công việc hoàn toàn ngược lại với những gì Ji-hun trước kia đã làm. Cô làm cho công ty của ông mình phục vụ những kẻ giàu có nhưng có vẻ như cô không hạnh phúc khi làm việc ở đó. Sau phiên tòa, cô đến văn phòng cũ của Ji-hun để cho ăn và thấy Mu-jang cũng ở đó. Rõ ràng là cả hai người đều đang đợi Ji-hun quay trở lại. Mặc dù Marie thực sự vẫn cảm thấy bị Ji-hun bỏ rơi vì anh không còn liên lạc với mọi người và cũng chẳng để lại gì. Tại văn phòng, Ma-ji làm việc thì Min-hyeok đến để chúc mừng cô thắng kiện. Lúc này, anh cũng đã nghỉ văn phòng công tố và về đầu quân cho công ty luật Bác. Cô vẫn nhớ nhóm cũ của mình nhưng vẫn cố phủ nhận điều đó. Ji-hun dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên Pháp, nơi anh bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho dân làng. Một số người vẫn hoài nghi anh không phải luật sư khiến anh phải chứng minh cho mọi người thấy. Anh thuyết trình cho họ nghe những vụ án mà đội nhóm anh đã chiến thắng. Tất cả giờ đã tin tưởng anh là luật sư và sau đó, có một bà lão muốn nhờ anh giúp cho cháu trai của mình đang bị công tố viên bắt giam. Marie đi uống bia với Jeo-ji nơi cô cùng Ji-hun hay đi tới. Cô đã khóc khi nhớ về Ji-hun và không thể quên những điều mà họ đã làm cùng nhau. Trong khi đó, anh đang đọc bức thư của bà lão và nó lại liên quan đến tập đoàn Ji quy nhờ lá thư đó. Anh trở lại phong cách cũ và đến công ty luật Bác. Marie phát hiện và đuổi theo anh. Anh từ chối thừa nhận mình là Ji-hun nhưng cuối cùng vẫn bị cô bắt lại. Marie hứa sẽ giết anh nếu anh dám bỏ trốn đi lần nữa. Mu-jang lúc này cũng nhận được tin và nhanh chóng phi tới đó. Anh bị cô đập té tát vì đã bỏ lại mọi người như thế. Ji-hun cố gắng bao biện những gì mình làm nhưng Ma-ji tức giận và không cho anh nói nữa. Ngay khi đó, Mu-jang đến và thẳng tay đấm anh. Dù sao đêm đó, anh đã giải thích lý do tại sao anh lại rời đi. Cả hai dường như hiểu được những gì mà anh đã phải trải qua và chấp nhận lời xin lỗi của anh. Marie cũng thổ lộ cảm xúc của mình với anh và nói rằng cô đã rất đau lòng sau khi anh bỏ rơi họ mà không nghĩ gì về họ. Ji-hun dường như hiểu được mối quan hệ của họ thân thiết như thế nào mà anh đã có với các đồng nghiệp của mình. Trong khi đó, Marie tìm thấy bức thư thực sự mà Ji-hun đã viết cho cô và nó đã làm dịu đi nỗi ấm ức của cô với anh phần nào. Ji-hun trở lại văn phòng vào sáng hôm sau và sau khi trả hết tiền thuê nhà, anh nói với Ma-ji và Mu-jang lý do đằng sau khoản phí 1.000 won của họ và đề xuất họ quay lại cùng nhau làm việc để sống một cuộc sống lương thiện và tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý với giá rẻ. Mặc dù lúc đầu Ma-ji không chịu nhượng bộ và định bỏ đi, nhưng sau đó, Ji-hun đã xin lỗi và thuyết phục được cô ở lại. Cuối cùng văn phòng luật sư 1.000 won đã quay trở lại và ngay lập tức lao vào một vụ án mới. Ji-hun và Ma-ji đến nơi mà Min-chan đang làm việc. Khi này hắn ta đang ngồi đếm tiền và bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh. Anh đến để bảo hắn ta báo cho chủ tịch của tập đoàn Ji Quy biết rằng anh đã quay trở lại. Việc này khiến Ma-ji thắc mắc không biết anh đang có kế hoạch gì để trừng phạt bọn chúng. Ngay sau đó, anh đến nhà tù để thuyết phục Choi Hu-se ốc tái xét xử. Ma-ji cũng không quên nhắc anh ta nộp khoản phí pháp lý 1.000 won để thuê họ làm luật sư cho mình. Mặt khác, Min-hyeok đến gặp Choi Ki-se-ok và nhìn thấy những việc xấu xa mà ông ta đã làm. Điều này khiến anh đã từ chối tham gia vào những vụ án đó. Ở một nơi khác, Ji-hun đưa Ma-ji và Mu-jang đến nhà của mình và cho họ xem thông tin mà anh đã thu thập được về vụ án nguy hiểm này. Nhận thấy Marie ngẩn người khi nhìn thấy ông mình cũng xuất hiện trong đó. Ji-hun cho cô biết rằng Huynh Mu không phải là nghi phạm và cũng không bao giờ làm những chuyện như thế này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Ji-hun nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây của mình với Huynh Mu dẫn anh đi đến kết luận này và giải thích cho cô. Ông không có liên quan gì đến Min-chan và cả cái chết của Jo-jang. Ji-hun đã lên kế hoạch dồn Min-chan vào cái bẫy mà anh sắp đặt, bắt đầu bằng việc tiếp cận hắn ta ở sân golf, nơi anh thông báo rằng anh đã tiếp nhận vụ án của Hu-seok và đưa bằng chứng cho hắn ta xem. Ji-hun ôm ấp và bắt tay với Min-chan như những người bạn thân thiết và Ma-ji đã chụp được những khoảnh khắc đó. Cả ba hài lòng với những tấm ảnh này và tiếp tục đi theo Min-chan đến buổi phỏng vấn của hắn ta. Marie tiếp tục chụp được thêm những bức ảnh thân thiết của hai người và quyết định gửi chúng cho Ki-seok. Điều này khiến Ki-seok đặt câu hỏi về sự trung thành của Min-chan và bắt đầu điều tra Ji-hun. Trong khi đó, Min-hyeok quay lại văn phòng công tố để hỗ trợ tìm kiếm manh mối về tập đoàn Ji-quy. Việc giới thiệu hài hước về vai trò luật sư hay công tố viên của anh đã khiến tất cả mọi người phì cười vui vẻ. Sự nghi ngờ bị đẩy lên cao sau khi Ki-seok phát hiện ra rằng Hu-seok đã nộp đơn yêu cầu phúc thẩm. Để kiểm tra sự trung thành của Min-chan và cũng như dẹp trừ hậu họa, Ki-seok đã ra lệnh cho hắn ta giết Hu-seok. Min-chan ngay lập tức vâng lời và cử người đến trại giam để đưa Hu-seok đến bệnh viện, nơi hắn đóng giả thành bác sĩ và tiêm thuốc cho Hu-seok.
hắn yên tâm ra về khi thấy thông báo nguy kịch của bệnh viện. Thế nhưng tất cả mọi thứ đã nằm trong kế hoạch từ trước của Ji-hun. Anh đến bệnh viện gặp mọi người và tất nhiên rằng Hu Se-ok vẫn còn sống. Anh cũng biết rằng tay chân của Ki Se-ok đã lục lọi ở văn phòng của mình và những bước đi của Min-chan. Anh đã lấy được đoạn phim vô cùng sắc nét về hành vi giết người của Min-chan và công khai nó lên mạng khiến Ki Se-ok không thể giữ lại Min-chan bên cạnh mình được nữa. Ji-hun thông báo cho Mari quay lại văn phòng để tìm kiếm tài liệu trong khi anh đi theo hắn ta. Lúc này, Min-chan nhận được điện thoại của Ki Se-ok và bảo hắn chạy trốn theo địa chỉ đã được chuẩn bị trước. Min-chan đến điểm hẹn và bị bao vây bởi đám đàn em của ông ta. Hắn nhận ra rằng mình đang bị thanh trừng nên cố gắng chạy trốn. Ji-hun lúc này đã đến nơi nhưng anh không định mở cửa xe luôn cho Min-chan cho đến khi hắn thừa nhận mình bắt buộc phải giết người do có người sai khiến. Anh đưa Min-chan đến nơi an toàn và cuối cùng hắn cũng đã khai toàn bộ tội ác của Ki Se-ok. Lúc này ông ta gọi đến và Ji-hun quyết định nghe điện thoại của tên khốn đó để hẹn gặp ông ta trực tiếp. Thái độ trên cơ của Ji-hun khiến Ki Se-ok tức giận. Trên đường đến điểm hẹn, Ji-hun nhờ Mari tìm giúp anh tài liệu về tập đoàn Ji-kui. Cô đột nhập vào phòng của Hyun-mu để tìm những hồ sơ bị hạn chế của công ty luật bác về tập đoàn đó. Nhờ sự giúp đỡ của ông mình, Mari tìm thấy tất cả các thông tin về việc Ki Se-ok hối lộ quan chức để dỡ bỏ các quy định về thuốc giảm đau gây nghiện. Trong khi đó, Ki Se-ok cũng không hề rảnh rỗi, hắn thiết kế âm mưu giết Ji-hun như một vụ tai nạn. Khi vui vẻ dùng bữa và tự tin rằng Ji-hun sẽ không có khả năng đến đây nữa, thế nhưng anh đã bình tĩnh bước đến và ngồi đối diện trước sự ngỡ ngàng của hắn ta. Tại đây, anh đã nói thẳng về những nỗ lực của hắn để giết Min-chan cũng như Hu Se-ok. Anh cũng đề cập đến vụ án liên quan đến cha anh. Tất nhiên là sao Ki Se-ok thừa nhận những điều đó được. Ki Se-ok thừa nhận từng đánh giá thấp và muốn dụ dỗ Ji-hun nhưng thứ anh muốn chính là có thể đưa ông ta vào tù mà thôi. Sau khi Ji-hun bỏ đi, Ki Se-ok quát mắng đám tay sai của mình đi tìm Min-chan và mang hắn ta về đây. Mari lo lắng gọi điện cho anh và biết anh đang trên đường tới chỗ cô. Trong khi đó, Min-hyeok cùng Ye-rin đến chỗ của gấu lửa, nơi mà Min-chan đang ẩn náu và quay lại video thẩm vấn hắn ta. Min-chan đã khai tất cả những vụ giết người đều được Ki Se-ok của tập đoàn Ji-kui ra lệnh bắt buộc phải làm để có thể sống sót. Ji-hun đến đón Ma-ji và nhận được tập tài liệu quan trọng. Cả hai đến gặp Ye-jin và Min-hyeok và cho họ xem các tài liệu mật của tập đoàn Ji-kui liên quan đến việc dỡ bỏ các quy định về thuốc giảm đau gây nghiện. Dù đã có nhân chứng nhưng họ vẫn cần thêm danh sách đen để tạo mối liên hệ và chứng minh lập luận của mình. Khi này, Min-chan cứ mở miệng muốn giúp thì Min-hyeok lại quát và bảo anh ta im lặng. May mà cuối cùng họ cũng biết Min-chan đã giấu một bản sao của danh sách trước khi giao bản gốc cho Ki Se-ok mà hắn ta đã lấy được ở nhà cha của Ji-hun. Ngay lập tức, anh nhờ Mu Jang đến chỗ mà Min-chan giấu danh sách đen đó và lấy nó đi. Có danh sách chính xác trong tay, tin tức bùng nổ mãnh liệt khiến Ki Se-ok lo lắng nhưng điều này vẫn chưa đủ để trừng phạt ông ta. Họ lập kế hoạch để dụ Ki Se-ok chính miệng thừa nhận mọi chuyện. Min-chan được cử giả vờ trốn thoát để quay lại bên cạnh Ki Se-ok và hẹn gặp Ji-hun để thủ tiêu anh. Ji-hun đến nơi để lấy bằng chứng nhưng đã bị bao vây bởi đám đàn em của Ki Se-ok. Khi trò chuyện với ông ta, Ji-hun đã dụ Ki Se-ok để ông ta thừa nhận mọi tội ác của mình. Ông ta sảng khoái nói với Ji-hun rằng cha anh, luật sư do rằng đều là ông ta sát hại. Thậm chí ông ta còn lấy Ji-hun ra để đe dọa cha anh trước khi ông chết. Bất ngờ Ji-hun vùng dậy bỏ chạy nhưng đã bị Ki Se-ok bắn trúng. Ngay sau đó anh nhảy xuống biển và biến mất trước tầm mắt của Ki Se-ok. Điều này khiến ông ta yên tâm ra về vì nghĩ anh đã chết. Bên này Min-chan đã tố cáo ngược lại Ye-rin và Min-hyeok theo đúng như kế hoạch để Ki Se-ok mất cảnh giác. Tại phiên điều trần, Ye-rin đã lật ngược tình huống với video được Ji-hun bí mật quay ở bến tàu làm tất cả xôn xao. Cô nhanh chóng xin được lệnh bắt giữ Ki Se-ok và đã bắt được ông ta. Tại phiên tòa xét xử, ông ta bị kết án tù chung thân vì tất cả những tội lỗi của mình. Ji-hun bất ngờ xuất hiện và trở thành công tố viên đặc biệt của vụ án đó. Anh hứa sẽ điều tra ra những nghi ngờ liên quan giữa tập đoàn Ji-kui và các chính trị gia và bắt họ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Hóa ra vào đêm mà anh bị Ki Se-ok sát hại, anh đã bơi được vào bờ cùng với sự giúp đỡ của Mu Jang và Mari. 3 tháng sau khi cuộc điều tra hoàn tất, Ji-hun quay trở lại công việc tại văn phòng luật của mình. Nhóm của anh đề xuất tăng phí luật sư lên nhưng Ji-hun vẫn kiên định từ chối để có thể giúp đỡ mọi người. Bộ Bari-hun, Mari, Mu Jang tiếp tục chuỗi ngày mang lại công lý với giá 1.000 won và giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình. Đến đây thì bộ phim của chúng ta đã kết thúc. Một bộ phim hội tụ đầy đủ các yếu tố, hài hước, bất ngờ và ý nghĩa. Nó mang đến những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cùng theo dõi các bộ phim mới tiếp theo cùng Happy Studio nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.